Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách chữa sâu răng tại nhà nhờ lá trà xanh. Nước lá trà xanh có tác dụng giảm sưng đau hiệu quả, không chỉ tốt cho níu mà còn tác dụng với sâu răng. Cách chữa sâu răng đơn giản, bạn chỉ cần súc miệng với nước lá trà xanh hàng ngày sau mỗi bữa ăn. Ngoài cách trị sâu răng bằng lá trà xanh, bạn có thể sử dụng cách trị sâu răng tại nhà bằng ráp tỏi và gừng tươi. Trong tỏi có nhiều thành phần, một trong số đó là acylin, có tác dụng xoa dịu cơn đau, trong khi gừng có tính chất kháng viêm kháng khuẩn rất tốt. Vì vậy mỗi ngày bạn thực hiện 2 đến 3 lần cách trị răng tại nhà này, cơn đau sẽ giảm nhanh chóng. Cách trị sâu răng bằng lá bàng non bạn không thể bỏ qua. Có thể bạn chưa biết, lá bàng non cũng có công dụng giảm các cơn đau nhức do răng sâu gây ra một cách an toàn hiệu quả. Bạn chỉ cần sử dụng một nắm lá bàng non đem rửa sạch rồi thái nhỏ, sau đó cho thêm một ít muối biển, nước và nước lọc vào xay nhuyễn. Tiếp đó lọc bỏ phần bã, cho phần nước vào lọ thủy tinh để đủ lạnh để dùng dần. Mỗi lần lấy một chén nước hỗn hợp này để súc miệng, những cơn đau nhức răng sẽ biến mất. Bạn thấy bài thuốc này hay, hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Duy chân thành cảm ơn. Phần bã, cho phần nước vào lọ thủy tinh để đủ lạnh để dùng dần. Mỗi lần lấy một chén nước hỗn hợp này để súc miệng, những cơn đau nhức răng sẽ biến mất. Bạn thấy bài thuốc này hay, hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Duy chân thành cảm ơn. Với bạn bè. Duy chân thành cảm ơn.